kính thưa quý vị câu chuyện tiếp theo liên quan đến đảng dân chủ và ông william barr đó là ông bộ trưởng tư pháp ngày hôm qua trong một cuộc họp báo ông đã tuyên bố rằng đảng dân chủ sẽ phải nếm cái mùi cay đắng của chính mình ông dùng cái chữ rất hay democrats get a taste of their own medicine không ai buộc tự đảng dân chủ buộc Ông ta tuyên bố lý do tại sao mà lại nói rằng Đảng Dân Chủ sẽ phải nếm cái mùi cây đắng của chúng mình. Nghĩa là lâu nay Đảng Dân Chủ dùng cái cây đắng để diệt Donald Trump. Ban đầu dùng cả vấn đề Rosenthal áp dụng cái luật tu chính hiến pháp điều 25 nói rằng là một vị tổng thống bất lực sẽ bị sa thải. Rồi cái luật đó cũng không thành. Lý do là vì Rosenthal bị lộ câu chuyện đến tay Tổng thống Donald Trump lôi cổ Rosenthal và hỏi Thì anh ta chối bài bài nói rằng dạ không có đâu, đó là cái chuyện của thằng James McKay nó đạp chuyện James McKay bị đuổi ngay lập tức Đâm ra đảng dân chủ mất đi một thằng James McKay là gì? Là thằng phụ tá phó tổng giám đốc FBI của thằng James Comey Cuối cùng James Comey cũng bị sa thải, James McKay bị sa thải Rosenthal chối tới chối lui cho nên Tổng thống thương cho nó ở lại Đến ngày 11 tháng 5 vừa rồi mới từ chức Tự đã xin từ chức Rồi đưa ra những câu chuyện điều tra tổng thống vô điều kiện Mà không có lý do Đưa ra những cái chuyện gái gung cũng không đi đến đâu Thế thì kết tội những cái người làm việc cho Donald Trump Manafort, Cựu chủ tịch phong trào vận động của tổng thống Donald Trump Về kết tội nơi láo với những điều tra viên về cái tội dấu của không khai thuế. Rồi thằng Michael Mohan cũng vậy. Người thì bị 3 năm, người thì bị 2 năm. Còn ông uh, Michael Flynn là cố vấn an ninh quốc gia của ông Donald Trump bị sa thải. Chỉ vì những cái tội đứa nào cũng có. Ha. Nói láo. Hillary mà không nói láo à? Vua nói láo. Bill Clinton không nói láo à? Rồi Lawrence Lynn không nói láo à? Rồi Obama không lấy lão à. Thế nhưng mà chúng nó không sao cả Là vì nó là dân chủ Thì đảng dân chủ che đậy Rồi nó dùng những cái phương pháp đó để Trả thù đối với Donald Trump Hôm nay William Barr Bộ trưởng tư pháp mới của Hoa Kỳ Tuyên bố rằng Tôi sẽ dùng những phương pháp của dân chủ Để mà quất dân chủ Gây ông đập lưng ông Có nghĩa là sẽ đem những cái cây đắng đó lại Để cho đảng dân chủ nếm Bằng cách nào ông đã mới bổ nhiệm một ông prosecutor tức là ông công tố viên đặc biệt của bộ tư pháp ông này là công tố viên gọi là american government prosecutor ông ta chức vụ là công tố viên đặc biệt của chính phủ hoa kỳ ông ta sẽ cầm đầu một phái đoàn để điều tra lại những cái tài liệu mà của đảng dân chủ dùng để quất và hại ông donald trump trong đó cũng có nói láo với dư cơ cội rồi đưa ra tin tức sai lầm, misleading information. Rồi đưa ra những cái vụ tố cáo láo về vấn đề foreign intelligence surveillance, tức là FISA. Nói rằng là Donald Trump có chơi với Nga, thông đồng với Nga thì đúng cái luật của cái FISA thì có quyền xin tòa án lệnh để theo dõi đấy quý vị thấy không nó theo dõi mà nó có luật pháp bảo vệ thì ông William sẽ dùng công tố viên để điều tra những cái bọn nào những cái tay nào những đầu sỏ nào đầu sừng đầu sỏ nào đã ra lệnh để điều tra tổng thống Donald Trump một chuyện không có thật rồi những cái tên nào đã bỏ tiền 9, 12 triệu để đi mua cái hồ sơ giả 32 trang của cái thằng Christoph Steele người Anh. Cho nên rồi đấy Từ từ quý vị sẽ thấy những cái nếm mùi cay đắng này Đảng Dân Chủ khó nuốt Nhưng mà rồi phải ngậm mà nghe Rồi câu chuyện tiếp theo là liên quan đến vấn đề Tôi đã nói với quý vị nhiều lần nước Mỹ là cái gì cũng có thể xảy ra Everything is possible in America Cái gì cũng có thể xảy ra được ở Hoa Kỳ Chắc quý vị nghe nói bảo ừ, giáo sư nói quá đáng Làm sao có chuyện vô vẩn cũng xảy ra được Dạ vâng Hôm nay qua sự trình bày của cô Tà đóng phim một loại, cũng là một loại phim sách Đó là cô bé Alisa Milano Alisa Milano năm nay vào khoảng ngoài 40 ở cái tuổi gọi là chưa già lắm mà cũng là không còn trẻ nữa Cái tuổi đó gọi là midlife crisis Thường thường những người đàn ông đàn bà khi bước vào ngưỡng cửa 40, 50, giữa 40 và 50 Cuộc đời hay xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn Cô bé này cũng đã từng ly dị và cũng không có chồng vì cô ta lang bang hết thằng này thằng nọ Và cô ta mới họp báo và tuyên bố rằng là Cái luật mà bảo vệ chống phá thai ở tiểu bang Georgia trong tuần trước Cái luật nó nói rõ ràng gọi là Heartbeat Bill Tức là cái bộ luật nói về cái tiếng tim nó đập của cái bào thai Thế trong cái mà cái luật đó thì nói rõ ràng rằng khi mà một cái bào thai người mẹ mang bầu mà bác sĩ khám nghe được cái tiếng tim đập của bào thai thì không được phát thai nữa. Khi mà đi recognize được cái beat tức là cái tiếng nhịp tim nó đập đều ở trong bụng mẹ thì cái hài nhi đó là người rồi không được phá thì với cái luật đó tiểu bang Georgia do đảng Cộng hòa kiểm soát của Quốc hội tiểu bang tuyên bố là từ nay những người nào phá thai sau tuần thứ sáu là bất hợp pháp bởi vì thường thường là sau 6 tuần 5 tuần 6 tuần thì hài nhi bắt đầu có nhịp tim đập trong bụng mẹ thì cô bé này có nghe như vậy có bực mình vì cô này là vua phá thai quý vị nhớ hôm uh, Brad Kavanaugh, ông uh, ứng cử viên của tòa cấp pháp viện do tổng thống Donald Trump đề cử thì ngay trong quốc hội thì cái cô bé này đã cầm đầu những chị em ta đi vào trong đó phản đối Brett Kavanaugh nói rằng là anh ta định chơi cái cô cái bà già Christopher một cái bà già mà nói rằng 36 năm trước thằng này nó ship một chút nữa thì nó hiếp bà ta may là bà ta con người luôn luôn mặc đồ tắm <laughs> Quý vị nước Mỹ nghe chuyện ngớ ngẩn mà lại có người tin Đi chơi mà lại mặc đồ tắm Nhưng mà hỏi đến ngày nào thì không nhớ Hỏi đến chỗ nào thì cũng không biết Mà lúc giờ cô bé mới có 16 tuổi thì chỉ có lái xe Thế thì họ ai chở đấy đến Tôi cũng chả nhớ Thấy không Một cái chuyện quái gở của đảng Dân Chủ Thế mà mụ già Dianne Feinstein mụ cho lên quốc hội để điều trần Để mà kết tội Brett Kavanaugh là một tên dâm tặc Cuối cùng thắng Lý do là vì xạo Chúng ta khôi nào? Mũi già, mũi xấu Mũi có lạnh, cavano nó cũng không chơi mũi được nó cái chuyện là bỏ đi lên chứ nó mà toàn hiếp là nhờ cái bộ đồ tắm Cuối cùng Số hổ Đảng Dân Chủ An ủi tặng cho vài trăm ngàn Rồi anh chàng này thì vẫn thành trở thánh Thẩm phán tối cao pháp viện Hòa Lai Thế thì câu chuyện này cô này nói gì? Hôm qua trong cái cuộc uh, vận động chống lại cái luật phá thai Heartbeat Bill Tức là nghe cái tiếng nhịp tim Nhịp tim nó đập là không được Phát hai nữa Bà ta nói rằng dễ lắm Lâu nay chúng ta có teacher strike Thầy giáo đi đình công Chúng ta có Taxi cab drive strike Chúng ta có tài xế xe xe, 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 uh, xe taxi đình công Chúng ta có đủ loại đình công Thì tại sao chúng ta không dùng cái gọi là Chăn gối đình công Cô ta tuyên bố rằng bây giờ chúng ta phải tỏ cho người ta biết cái mãnh lực của đàn bà chúng ta là có vũ khí, là cái nập nà. Nói theo giọng của mấy Cộng sản Bắc Việt nói bây giờ, làm thì người mà tối ngày nó nghĩ nập nà. <laughs> Thế thì cái cô này bảo tại sao mình không dùng cái võ, cái võ khí nập nà của mình để mà tiêu diệt đàn ông. Có nghĩa là chị em ta tối vào phòng đừng bao giờ nằm quay ra mà hãy quay vào tường. Nếu mà chồng đòi hỏi nộp nào thì bảo không có Cho đến khi nào cái luật phá thai này nó bỏ Chống phá thai này Thế thì cô ta bị chúi Có người lên trên uh, internet nói rằng là Mụ là một người không chồng tâm hồn không bình thường Mụ thiếu thốn sắc thịt mụ hầm Trong khi chúng tôi có chồng và sắc thịt đầy đủ nó vui quá Tại sao chúng tôi lại phải bỏ Nếu mụ thích thì bỏ một mình mụ đi cho mụ khử sự bệnh người ta vậy thì cái câu nói đó làm cho cái, cái 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 cái, vụ này xấu hổ rồi là có một người nói khác bằng cái tướng của mụ có lấy lấy mấy ông già mấy ông già thì có gì đâu mà xác thịt đúng có như dương đại hải thì ba mươi bốn năm ba mươi năm bốn mươi năm rồi chả biết cái gì cả về vấn đề ăn mặn toàn ăn chay không thế thì câu chuyện này cũng vô nghĩa thế là dân chủ quý vị thấy nó thất bại nó hèn đến cái độ dùng ngay cả cái võ lực của người đàn bà là vấn đề sinh lý để tiêu diệt những cái luật chống phá thai Một cách chơ chẽn Sống sượng Các chị em ta không bao giờ biết xấu hổ Về cái chuyện mang tiếng xâm phạm Đạo đức và luân lý Rồi chúng ta qua một câu chuyện khác Đó là câu chuyện của William Barr William Barr Take serious uh, Attack Against Democrats Bộ trưởng tư pháp William ba đã nghiêm túc chống lại Đảng Dân Chủ. Serious attack là tấn công một cách nghiêm tỉnh, nghiêm chỉnh. Thì chúng ta gọi gọn là nghiêm túc. Bộ trưởng tư pháp đã nghiêm túc tấn công Đảng Dân Chủ. After which 35 million and two years. Sau khi đã chờ hết 22 tháng và tốn 35 triệu của đồng bào một cách vô lý điều tra những cái chuyện không có thì bộ trưởng tư pháp thấy rằng đây là một cái chuyện tội đầy tầy trời của đảng dân chủ phí thời gian và phí vấn đề tiền bạc và cái phí quan trọng nhất là không để cho tổng thống yên ổn ông ấy lãnh đạo đất nước tiền có thể làm ra nhưng mà thời gian là vàng bạc 22 tháng làm cho tổng thống không yên tâm để mà lãnh đạo đất nước là cái đạo của gì cái đảng dân chủ này nó quậy vì thế cho nên William 3 trong cuộc báo ngày hôm qua đã nói rõ tôi sẽ nghiêm túc hỏi tội đảng dân chủ bằng chứng là tôi đã đề cử một ông công tố viên đặc biệt ông biện lý đặc biệt là ông john durham ông john durham là một vị công tố viên và là biện lý của bộ tư pháp hàng chục năm nay Ông đã có trên 30 năm kinh nghiệm kể ngay từ cái thời gọi là Watergate rồi Clinton Gate. Clinton Gate hồi đó là định chốt phế và tống cổ về nhà, đuổi gà cho Hillary. May là Thượng viện đó là của Đảng Dân Chủ, cho nên Clinton thoát nợ. Thì ông John Durham này, ông ta là một người có kinh nghiệm đầy mình, sẽ hỏi tội từ từ Đảng Dân Chủ từ Obama trở xuống Hillary, trở xuống đến Loretta Lynn, trở xuống cho đến Jim Comey. Chúng ta chờ xem một vài ngày tới sẽ có rất nhiều tin nóng hổi về vấn đề William Barr openly attack Democrat. Là ông Obama, ông uh, Tổng trưởng Tư pháp công khai tấn công đảng Dân Chủ để hỏi tội, hạch tội về cái chuyện âm mưu lật đổ Tổng thống Donald Trump. Đó là một vị Tổng thống hợp pháp hợp hiến của Hoa Kỳ. Và bằng chứng đầu tiên là ông đã đưa đích danh bổ nhiệm trình làng John Durham là vị công tố viên đặc biệt giống như là Robert Mueller điều tra về cái vụ Tổng thống Donald Trump thông đồng với Nga Xô. So. Cho nên chúng ta phải thành thật và nói rằng Thượng Đế vẫn thương yêu dân Mỹ. Nếu mà có một tên Bộ trưởng Tư pháp ăn hại như là Jeff Sessions hai ba lòng chứ không phải là một lòng thì lại được một ông William Barr rất mạnh mẽ và bảo vệ công lý, thượng tôn pháp luật của quốc gia Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và xin ơn trên phù hộ chúng ta